Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay kênh là TK Bonsai có đến viện cây sách, có ghé chỗ cây kiểng của anh Đỉnh và có review một số cây nguyệt quế nha bà con. Rồi chào anh Đỉnh. Đỉnh ơi. Dạ em mến chào anh Quốc, mến chào kênh là TK, mến chào toàn thể bà con gần xa mọi miền tổ quốc. Rồi em xin gặp chung là chào cả nhà nha. Hôm nay em có về một số cây nguyệt quế tàn cũng vừa chơi bà con ơi, mong bà con xem và ủng hộ em Đỉnh ở ấp An Phú, xã Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại là 0327272552 nha bà con, cũng là Zalo luôn nha. Rồi giờ cây thứ nhất luôn ha. Dạ cây thứ nhất, cây thứ nhất 1m3 nha bà con, tán ngang. Tán ngang là 74. Nguyệt quế này lá chung ha anh? Dạ lá chung, lá sắn con chùm đó. Hoành thân 30. Dạ. Củ đế là đất hoàn toàn không móc đế tự nhiên. Bầu đất luôn ha? Dạ bầu đất, bùn này bầu mô nha. Bứng nguyên cái mô đất luôn đó. Nè dạ. Đế rồi đầy đủ. Đế là rất là đẹp nhưng mà em không có móc đế nha bà con. Rồi cái này em xin giao lưu bà con là cái số 1 này là 1,2 triệu nha bà con. Bao ship sao anh? Dạ em bao ship toàn quốc. Rồi, mình có bao sống luôn anh? Bao sống. Cái này là em bao sống. Bao sống bao lâu anh? 2 tháng bà con. 2 tháng ha. Dạ. Rồi. Rồi, ok. Nếu mà trong 2 tháng có bị gì thì mình hưởng tiền lại hay là? Dạ bà con mình muốn hoàn cây lại anh. Bà con muốn em hoàn tiền cũng được mà đổi cây khác cũng được. Dạ. Tiếp theo là cây số 2. Cây cũng là nguyệt quế tàn nha bà con, hôm nay có về 20 cây nguyệt quế tàn nha bà con. Đó. Cây này tàn tròn đẹp. Vẫn có đế đàng hoàng nhưng mà em không có móc đế do cây tàn nha bà con. Rồi 1m2 cao, tán ngang là 88. Cây này bầu rất lớn nha bà con, cây rất khỏe luôn. Hoành thân là 24. Dạ. Rồi cây này có giá 1 triệu nha bà con. Mình xây vòng đi em. Qua đây luôn. Tiếp theo là cây số 3. Cây này tàn đẹp luôn. Đế là ok nha bà con. Bứng mô là rễ nó đâm đều bầu hết á. Tàn cũng tự nhiên, không chỉnh sửa gì hết. Chỉ con lại bứng con lại bán cho bà con thôi. 1m4 bà con ơi, tán ngang là 1m. Củ đế rất là ok, em đo trên này nha bà con. 35 bà con ơi, khó khăn thử luôn nè. Rồi quên nữa này, một cốt không nha. Rồi khó khăn là 36. Rồi xây dòng đế luôn à. Củ đế là điều lắm. Đó. Nhưng mà cây tàn em không có móc đế nha. Dạ. Rồi. Cây này 1,6 triệu bà con ơi. Cây số 3. Rồi, số 3. Hôm nay nguyên lô mình bao ship toàn quốc luôn ha anh. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Thế luôn rồi. Rồi. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là quế tàn một cốt, tàn như tròn đẹp cao như bà con. Nó mới bứng về luôn. Cây rất khỏe. Bao khỏe.
Rồi cao 2 mét nha bà con. Tán ngang 1m4 bà con ơi. Cao hơn 2 mét báo trừ hao cho bà con luôn. Cái này cũng lá chung luôn hả? Dạ nguyên lô này lá chung, lá xoắn bông chùm luôn đó bà con. Củ đế nè, em xuống đây là tới củ đế luôn đó, nhưng mà mình không có móc đế ha. Dạ. Đảm bảo cái độ tư của cái cây luôn. Rồi 39 bà con ơi. Dạ, thoát thân thử luôn. Thoát thân của cây này là 30. Dạ. Một cốt hết giọt luôn. Dạ, xây dòng đi. Rồi, cây này có giá là 2,9 triệu nha bà con. Rồi, đổi cây luôn. Cây số 4. Số 4. Rồi. Rồi, tiếp theo là cây số 5 nha bà con. Cây số 5 mà tàn cũng khá là ok. Củ đế nó, đất mô củ đế nó lội lên. Đó. Cao 1,5 m bà con ơi, hơn 1,5 m báo 1,5 m. Tán ngang cũng hơn 1,5 m luôn, báo 1,5 m luôn. Đó. Một cốt luôn. Tàn một cốc tàng đa rất đẹp luôn. Đây, thoát thân là 27. Rồi hoàn thân là 39. Dạ rồi mình xây vòng đi em. Cây này có giá là 2,8 triệu nha bà con. Rồi đổi cây. Cây này là cây số 5. Trên cây nhỏ thôi. Rồi tới cây số 6. Rồi. Giờ bạn quay xíu cây anh tí. Rồi, rồi cây số 6. Đây, một cốt lắc luôn rồi con. Cốt tàn đẹp luôn. Thằng cũng được. Rồi 1 m cao. Tán ngang đó là chỗ lớn nhất là 67. Hoành thân là 26. Rồi cây này có giá là 800 nha bà con. Rồi. Cái nhỏ cái nó số 7 đi số 6 hả? Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 này có giọng chữ C rồi nó ngộ ngộ luôn nha bà con, khó tả quá. Cụ đế lắm à. Rồi cao là 105. Hoành thân là 28. Dạ. Xây dòng đáng đi. Này củ đế nó dữ lắm luôn. Đó. Nhưng mà cái lô này để tàn vì gì anh em mới bắt thường mua nhiều nên cái độ sống phải bao ship bao sóc người ta là mình phải làm không có môi đất nha bà con. Rồi chừng nào phôi mới môi đất. Rồi cây này có giá là 1 triệu nha bà con. Số 7. Rồi tiếp theo là cây số 8. Đất mồ, củ đế
thân sao ghi, là cây số 8. Cao một thước dây bà con ơi, 1,5 m cao. Dạ. 8 ngàn là 80. Cây nó rất là già cây nha, vì cái trồng mô nó lâu lắm. Hoành thân 27. Dạ. Xây dòng đế. Củ đế là rất là ok luôn hả? Rồi cây này có giá 1,3 triệu nha bà con. Rồi số 8. Dạ, đổi cây luôn. Đây, mình chơi nhẹ. Tiếp theo là số 9. 1,4 m cao. 8 ngàn là 54. Đây, quay vòng. Tự nhiên không nghe con, không có bư miếng đất nào trên mặt hết nha. Hoàn toàn tự nhiên hết. Đó. Bầu đất là khủng lắm nha. Cây nhỏ chứ đường kính bầu. Đường kính bầu là 53. Hoành thân là 27. Một cốt không nha bà con. Đó, cây này cây với bầu luôn là khoảng nhiêu ký anh? Cây với bầu luôn có khoảng 80 kg. 80 kg ha. Dạ. Dạ. Rồi cây này có giá là 900 nha bà con. Rồi. Số 9. Nói nha. Rồi, tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 một cốt lắc. Trực lắc thôi bà con. Tàn cũng bích. Đều đẹp. Rồi, cao 1,2 m. Rồi, tàn là 6,4 m. Chỗ lớn nhất. Dạ. Hoành thân là 35. Dạ, mà cụ đế là không có đất, không có móc đất nha bà con. Rồi cây này có giá là 1,2 triệu nha bà con. Số 10. Nói không? Bên đất vậy. Ừ. Tiếp theo là cây số 11. Cao vẫn là 1,5 m bà con, hơn 1,5 m nè. 8 ngàn là 59. Này, củ đế nó nở cũ lắm. Về là bà con thấy ở trên này ha, 31. Dạ. Ê, không phải, không phải, dưng rồi. 30 đi ha. 30. Dạ. Rồi. Xây củ đế thân vẫn đẹp. Cây này vẫn có giá là 900 nha bà con. Rồi, đó, 11. Chạy quá vậy. Tiếp theo là cây số 12. Cao là 1,3 m bà con ơi. 8 ngàn hả? 8 ngàn là 64. Hoành thân ngay eo là 26. Yeah. Củ đế là ngon lành lắm. Đó. Cỏ nó còn nguyên. Rồi cây này cũng có giá là 900 bà con. Rồi.
Nhấn ghim bằng quay. Được chưa? Yeah. Tiếp theo là cây số 13. Quay trồng em. Dạ. Tàn khá là tròn. Một cốt chực lắc cho bà con. Đó. Cao thì em báo 1,5 m thôi bà con ơi. Dạ. Báo nhiều việc theo nó lụm tiền em hết trơn luôn. Ngang là 85. Tán ngang đó nha bà con. Cao nữa về bà con nhờ nha. Rồi 32. Dạ. Yeah. À, xây dòng đế. Củ đế thì ở dưới có hết á. Tại vì bứng mô cái mô đất em biết. Rồi. Cây này có giá 2 triệu bà con ơi. Rồi. Ok. Rồi. Tiếp chứ. Một cốt lắc lượn luôn. Cây số 10. Cây số 14. 14. Rồi, đó. Rồi, cao. Cao 1,3 m bà con ơi. Củ đế trần dần. Hoành thân 28. Rồi cây này có giá là 800 nha bà con. Cây này giống giống cây nãy luôn. Cây này số 15. Chiếc số cái đi để về quên nữa. Rồi. Có củ đế là ngon lành. Rồi 1 m bà con ơi. Cao. Dạ. Rồi đó ngay chỗ bự nhất 30. Dạ. À, vị trí này lên cho con xem. 24. Rồi cây này cũng có giá là 800. Rồi đổi luôn. Phải không? À, rồi, cây số 16. Cây số 16. À, cao 1,5 m bà con ơi. Em biết nó hơn 1,5 m, đúng rồi, hơn 1,5 m nè. Mình báo 1,5 m cho bà con ha. Rồi tán ngang là 80. Trừ hao cho bà con. Dạ, trừ hao hết. Về bà con chỉnh sửa lại cũng vẫn còn là 1,5 m. Cụ đế lắm bà con ơi. Cái này. Rồi, hoành thân là 29 nha bà con. Yeah. Rồi, cây này có giá 1,8 triệu nha bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0327272552 nha bà con. Em tên Đỉnh, ở kế sách Sóc Trăng. Số điện thoại là 03. Ủa? Hey. Quên à. Rồi 1,2 m bà con ơi. Dư báo dư hết luôn nha bà con. Rồi hoành thân là 25 nha bà con ơi. Đó, cây này dán quỳ nha bà con. Yeah. Quỳ lắc lượn luôn nha. Củ đế là ngon lành. Cây này số 17. Yeah. Rồi giá luôn anh Đỉnh ơi. Cây này có giá là 800 luôn bà con ơi. Yeah, yeah. Rồi đổi cây 18.
theo là cây sung 18. Một cốc. Dáng này dáng bay, dáng siêu, dáng gì bay gì đi. 390. Rồi xuống đất là 1m2. Ngang hào hào ngang thưa anh. Ngang gì luôn ha. Dạ. Rồi 57. Củ đế cũng ngon lành. Em chưa có nhổ cỏ nhổ gì hết. Dạ. Về làm luôn, mình quay luôn. Bà con yêu cầu. Rồi, dưới này 27 bà con ơi. Dạ. Rồi. Cây này cũng có giá là 900 nha bà con. Tàn bà con chơi liền. Em ship phí nó hơi cao. Rồi. Nói không? Cây này là cây 19. 19. Đó. Củ đế ngon lành luôn. Cao 1,5 m bà con ơi. Tán ngang là 82. Đó. Đường thay cây nhỏ chứ đường kính dữ lắm nha bà con. Đường kính là 60 nha. Mình tính đầu luôn đi anh. Quên nãy giờ cũng quên thoát thân nha. Thoát thân là 34. Dạ. Hoàn thân là 35. Dạ. Rồi cây này có giá 2 triệu bà con ơi. Rồi. Cây 20 cũng là cây cuối clip. Cây này cũng là cây cuối clip thôi bà con. Củ đế có cái nhánh nó mọc cũng quái lắm. Cây này cũng là cây này cũng khá là có duyên nha bà con. Rồi 1m2 cao nha bà con. Tán ngang là 52. Củ đế là ngon lành. Lô này đế cũng khá được. Do em giữ cái tàn cho bà con mau chơi. Em không có mồi đế. Cây cỏ gì còn nguyên luôn. Qua đây coi. Rồi yeah. 27 hoành bà con ơi. Dạ. Rồi cây này có giá là 1 triệu nha bà con. Cây cuối clip em kính chúc sức khỏe bà con một miền Tổ quốc. Một ngày mới an lành và hạnh phúc. Rồi, em Đỉnh mến chào bà con. Mến chào kênh là TK. Rồi, chào anh Đỉnh luôn. Rồi, kênh là TK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.